Rồi anh Thọ leo lên cọc dây cây này nữa nữa các bạn ơi. Còn máy còn sẵn không? Giờ anh Thọ leo lên tới đó anh chắc anh cắt nhánh đó các bạn. Quay vò rồi nó chia sẻ lên người ta đang lóc rồi nó lụm cái chân rồi các bạn ơi. Chia sẻ nó khổ lên. Má bụt này này kéo lên hơi nó chữ luôn. Trên bụt tôi đủ kéo một tay rồi nó quải ra đây dỗ ra đây. Giờ anh đang kéo cái máy lên các bạn. Một dây đi sát vô bột, một dây đi sát vô bột. Cào cào tao ngán tao lục lục tao chơi chứ cây cào tao làm cây một tao nghĩ về luôn tao làm cây một cái tao về luôn cây một làm cái tao về luôn không giống làm cây thứ hai sắn mạnh mạnh vô dùm cái ông thầy đây qua tụt bao cũng làm đâu mới sắn yếu xìu đó để nhẹ nhẹ vô công rồi chứ đừng có tụt đâu mới sắn dây dạ tội gì giò nó nhậm không chụp vô đi sao mẹ qua nó chết rõ mẹ có bị chưa không cái gì cái giò đỏ không có cái gì nữa cái đọt gì đây được dây đi đứng ngoài chỗ đó đó đứng ngoài gốc cây ngoài đó đi đâu đó một lòng nữa đủ mấy cái chuyện tập kêu tay đứng ở đây nè cây đó mà mình đi đứng ở đó đi theo tao nè quá giặt luôn các bạn ơi. Nope.
anh thợ này lại hạ gốc các bạn. Quá dữ luôn các bạn ơi. Cây bạch đằng lỗi thấy sợ luôn mà. Dây mắc kẹt ở dưới đó luôn. Chào các bạn nha. Hồi nãy mình quay cái anh thợ cưa cây các bạn. Ảnh lên ảnh hạ cây bạch đằng đó các bạn ơi. Bây giờ anh thợ kéo cái máy lên đó các bạn. Giờ anh hạ ngang cho cái ngọn luôn các bạn ơi. Đi. Rồi đã xong cái ngọn các bạn ơi. Ở dưới toàn là dây điện không nha các bạn. Giờ anh thợ tuột xuống nha các bạn. Rồi để thợ hạ gốc luôn các bạn ơi. Giờ anh thợ anh ở trên cái gốc cao tầng đó anh hạ gốc luôn đó các bạn.
đó mình thấy nó ngã đó nghe. Ê. Rồi đã xong một cây bạch đằng các bạn ơi.